Nam ơi, cái tình trạng như thế này thì mình chữa bằng cách gì Nam ơi? Nè, bây giờ nó bị nhũn cái gốc này. Đấy, mà đâu có phải trời nắng đâu gì. Mà nó cũng bị nè, bây giờ cây này cũng đang tái ngon lành vậy đó. Đó, đang tái ngon lành nó cũng bị nứt cái gốc này. Đấy, nó nứt cái gốc. Đấy, bây giờ sao ta? Làm sao cách gì chữa? Đó, mình bị cái này hơi bị đau á. Nè, cái này cũng đang nứt, nó nứt nó thúi rễ luôn. Đây cái này cũng vậy, tình hình nó vậy đó. Làm sao ta? À, em có cách gì em giúp anh nha. À, cảm ơn em.